Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong thời gian vừa qua phải là rất nhiều các anh các chị các cô chú ở tất cả tỉnh rất xa về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình để đăng tin để tìm vợ tìm con và tìm người thân. Đặc biệt trong thời gian vừa qua phải là rất nhiều các anh các chị các bậc phụ huynh về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình để đăng tin để tìm con gái của mình. Thì anh em hiệp sĩ Bình Dương đã tìm và giúp rất nhiều các thiếu nữ tuổi đời từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi hiện nay đã quay trở về cùng với gia đình. Thì theo thông tin rất nhiều các bé hiện đã chia sẻ về rất nhiều câu chuyện mà nó nghe rất thương, rất đau lòng. Hy vọng trong thời gian tới thì các bậc phụ huynh hãy có thể là giáo dục con em chúng ta tránh tình trạng bị lừa đảo, bị dụ dỗ. Bởi trong thời gian hiện nay thì có rất nhiều các bé xin việc làm trên mạng đó, vì lý do là kiếm tiền phụ giúp gia đình, và nhiều bé hiện nay đã bị sập bẫy vào một số đường dây trung tâm các con người về chòi, massage, karaoke, vân vân. Thì hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi nhận một thông tin ở một em trai ở một tỉnh rất xa. Thì hôm nay về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình, để đăng tin, để tìm đặc biệt một nữ quái. Dạ câu chuyện nhà kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em trai nhé. Em có thể em giới thiệu cho anh cũng như cho các cô chú anh chị biết được em họ tên đầy đủ là gì? Tên Trần Hoài Nam. Trần Hoài Nam. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? 34 tuổi. 34 tuổi. Mình nguyên quán ở đâu em? Bến Tre. Quê Bến Tre ha. Em coi em có vợ chưa? Thì chưa. Chưa hả? Trai tân đúng không? Em hiện đây đang làm công việc gì? Đang đi làm hộ. Làm hộ. Em làm tại đâu? Làm ở Đức Hòa, Long An. Đức Hòa, Đức Hòa, Long An ha. Rồi. Em cho anh biết là hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để giúp gì đây em? Dạ, nhờ giúp bị lừa lấy xe. Bị lừa? Ai lừa em? Nguyễn Thị Hoài Trang. Nguyễn Thị Hoài Trang. Tên này thật hay giả? Em được hình căn cước của người này chắc là thật đấy, căn cước á. Chắc là thật. Còn căn cước, nhưng mà căn cước em tìm đâu có? Dạ, của bà chủ nhà trọ, bà chụp lại bà đưa. À, chủ nhà trọ chụp được đưa cho em, dạ. Căn cước. Rồi em cho anh biết này, em với cái mối quan hệ là Trần Thị Hoài Trang, à Trần Thị gì Trang? Trần Thị Hoài Trang. Trần Thị Hoài Trang á. Rồi Trần này, Trần Thị Hoài Trang nguyên quán ở đâu đây em? Quán ở Nam Định mà thường trú Vũng Tàu. Nguyên quán Nam Định, thường trú Vũng Tàu. Rồi Trần Thị Hoài Trang sinh ngày 13 tháng 6 2004 đúng không? Năm nay 19 tuổi. Em thấp một xíu em. Rồi, em cho anh biết là em với cái mối quan hệ mà Trần Thị Hoài Trang này là như thế nào? Là quen ở gần phòng trọ. Quen gần phòng trọ. Người ta làm công việc gì em biết không? Người ta nói là làm công nhân. Công nhân hả? Công nhân công ty gì em đã tìm hiểu chưa? Nói chung là quen ở phòng gần phòng gì đó, quen rồi nó qua nó mượn xe em. Quen em quen lâu chưa? Nói chung là phòng trọ với nhau dễ quen, cái từ ngày tại mới dọn phòng qua đó hả? Em mới qua đó mới biết gặp cô gái này. Cô gái này sống với ai? Sống một mình hay sao? Nói chung em cũng qua phòng nữa, tại quen đi qua lại rồi nói chuyện ở ngoài. Qua lại mà sao người ta mượn xe mà tại sao em cũng chưa sang nhà mà dám cho người ta mượn xe? Em cho mượn hay là sao? Cho mượn đó cỡ khoảng 20 giờ bữa đó là mới mưa xong qua, nói là anh ơi cho em mượn xe em đi mua đồ ăn cái em về liền. Rồi em cứ nghĩ là chung giải đó rồi em đưa luôn. Đưa chìa khóa cho đó đi rồi đi. Đúng vậy em, trước khi em cho mượn em có suy nghĩ gì không? Nghĩ là cũng bình thường thôi chứ. Chuyện đơn giản ha. Dạ. Em cho anh hỏi là Trần Thị Hoài Trang này là sống ở đó là có thể trước em mới dọn thao qua đó một tuần đúng chưa? Dạ. Và em mới biết người ta, em mình nói thật là mình có tình cảm với người ta ban đầu không? Trước đây á, những ngày đầu á, từ khi gặp đến khi mất xe, mình có tình cảm với người ta không? Cũng chưa nghĩ tới đâu. Chưa nghĩ tới, mình có tán tỉnh nhưng có cua quyết gì không? Có cua. Cua à? Cua sao? Thì nhắn tin qua lại vậy đó. Sao xin số qua giờ mà đã có số điện thoại rồi? Thì đi uống cà phê là xin số rồi. Đi uống cà phê, em sang đó là dù đi uống cà phê luôn? Hay là cô ta rủ em? Em rủ. À, em sang thấy cô gái đẹp ha. Xinh gái phải không? Thế rủ cô ta đi uống cà phê. Phải không? Thế là cô ta đồng ý không? Có. Đồng ý đi uống cà phê luôn. Rồi bởi mấy giờ mấy mình nghĩ là quen mới cho mượn đó. Đi uống cà phê là uống tối không? Uống ban ngày? Uống ban ngày. Uống ban ngày hả? Uống mấy tiếng? Lâu không? Ngồi uống chút xíu rồi về. Cà phê tròi hay là cà phê hoành tráng? Hơi bình thường. Hơi bình thường. Có đông người không em? Đúng. Lúc này là tán dóc thôi chứ nó yêu đương thì chưa? Chưa, đâu có mới mà. Mấy ngày thì nó yêu?
Được mấy ngày? Chung là chưa có yêu. Chưa yêu ha. Được. Thế đến khi em cho mượn xe là đã yêu chưa? Chung là chưa, tại đang quen nhưng mà Đang quen. Quen nhưng mà hàng ngày là em nhắn tin cho cô ta nhiều không? cũng thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng mới nhắn tin nhắn mới thả cái hả? Ồ, tình yêu kìa. Thế những hôm mà em đi làm sao em nhắn? Hay là em căn buổi trưa nghỉ em nhắn? Nhưng lúc nghỉ nhắn Nghỉ em nhắn à? Mình nhắn mình có nói là anh yêu em không? không hỏi thăm mình cơm nước rồi gì chơi cho Chỉ hỏi thăm thôi. Kìa. Đó, cho anh hỏi này. Vậy là em quen đến hôm mà em cho mượn xe là em nói thật đi. À, hôm mà cho mượn xe là cô ta nói để đi mua đồ ăn mới mưa xong đúng không? đúng rồi. Cô ta nói một lúc về Tới nên thì không về đúng không? nay không về. Lâu chưa? Bữa 30 nay mùng 4 5 ngày. 5 ngày, 5 ngày giờ mất rồi. Đúng chưa? Xe của em xe gì? Dạ, em xin tờ 155 màu đen. 155 màu đen. Xe này mới hay cũ? Mới Mới, em mua lâu chưa? năm mấy Mấy còn mới kít. Còn đẹp. Em mua nhiêu tiền? 47 triệu 500 47 triệu 500 luôn. Xe này em mua tiền mặt hay là mua góp? góp Mua góp luôn hả? Em góp hết chưa? còn 3 tháng Ồ, 3 tháng gần hết rồi, may cho em gần hết rồi. Mỗi tháng góp nhiêu em? 3 triệu 3 triệu tháng. 3 tháng, 33 là 9 triệu đó. Đó. Em cho anh hỏi này. Em với Trần Hoài Trang này mình nói thật đi. Là mình đã làm thịt chưa? Làm việc nhau chưa? Có chưa? Chắc có cười là có đúng không? Có không? không chưa Thật không? Chưa mà là cho mượn xe là anh không tin. Đến đây là anh biết hết. Bởi vì tất cả những trường hợp còn nói dóc. Nè. Là anh biết hết. Vì vậy cho nên ở đây là mình phải nói thật. Mình nói thật thì mọi người mới thương, mới giúp. Ví dụ phát hiện nó ở đâu, cô gái ở đâu thì mới báo cho anh em hiệp sĩ Bình Dương mới tìm được. Đúng không? Còn mình nói không đúng thì người ta mọi người không thương, không giúp. Đúng chưa? Em trước đây có người yêu chưa? có Người yêu sao không mình không cưới? chuẩn bị kéo em bỏ rồi Chuẩn bị cưới là cô ta bỏ hay em bỏ? là Kỳ vậy? Anh nhìn em dễ thương mà. Hả? Nhìn dễ thương mà đúng không? Em có chịu khó làm ăn không? cũng có Em có chơi bài gì không? không Em nghiện cái gì nhất? cũng nghe gì đâu Không nghiện thì có nghiện gái không? Có không? Gái là phải nghiện rồi. Đúng chưa? Không nhận không? Anh nhìn em là hiểu rồi. Không nhận không? Gái là nghiện. Rồi bây giờ em với Trần Hoài Trang 2004 là em sinh năm mấy? 90 90. Ồ, trên nhau nhiều tuổi ha. 90, 2004. Vậy là mình thịt mấy lần rồi? Mấy mấy lần? có chưa Chưa là không tin rồi. Chưa thì em chưa là không có rồi. Anh thấy là sai sai rồi đó. Anh nhìn thấy là sai sai rồi. Sao bữa em nói anh có bây giờ lại không? Vậy là em nói dóc à? Ừ? Có chưa mấy lần rồi? Có thì nói có, không nói không, bình thường, chuyện bình thường có gì đâu. Đúng chưa? Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu mà. Rồi em mà hiện nay Đức Hòa, Đức Huệ, Long An. Rồi Trần Hoài Trang là đi chơi với em mấy lần? Em nói thật đi chơi mấy lần? chơi một lần cũng phê chứ lần lên tí nuôi Đi chơi lui là ở đâu? cầu hồi cây Là đâu? cũng Đức Hòa lắm Đức Huệ là tối hả? Mình chơi hả? Mình vô nhà nghỉ hay là mình đấy? Mình vô nhà nghỉ hay là khách sạn hay nhà trọ? nhà nghỉ Nhà nghỉ hả? Nghỉ mấy lần? Tổng cộng mấy lần? hai lần Hai lần. Có gì đâu cười bình thường. Chuyện nhỏ mà mình có thì có thì mình nói có. Mệt ghê. Có thì mới có chứ. Ai ăn thịt đâu. Đúng không? Vậy là có đúng không? Vậy là có tình cảm. Có đi nhà nghỉ hay là đúng chưa? Đó vậy là được rồi. Có là được rồi chứ sao. Cầm thấp chúng em. Em nhìn đây nhìn vào các cô chú nè. Vậy là hai lần. Trong những lúc đó này mình trong khách sạn trong nhà nghỉ mình có nói chuyện yêu đương nhiều không? Có hứa hẹn nhiều không? Không có hẹn, chỉ vô đây làm xong là về luôn. Ai là người trả tiền khách sạn nhà nghỉ? Em Em trả một lần hết, trả hết nhiêu? Mấy trăm không? Mấy trăm? trăm ngàn Dễ vậy? Nhà nghỉ dễ vậy? Trăm ngàn? Trăm ngàn là một tiếng hả?
Em trai là cười rất dễ thương em, nhưng mà không thật, chưa thật, cái này không thật. Mắc cười. Trước đây em đã mất mấy xe rồi? Chiếc này nó 4 chiếc ạ. 4 chiếc? Trời đất quý giá thôi. Má ơi, 4 chiếc. Thiệt không? Thì tại sao mất? Lần ở chiếc ở công ty là bạn làm chung nó mượn. Lần xe gái? Trai. Rồi, lần thứ hai. Lần thứ hai cũng bạn làm chung luôn. Gái? Trai. Lần thứ ba? Trai luôn. Tại sao mà mất xe ngoài vậy? Xe mới xe cũ? Đầu, hai chiếc đầu là hai chiếc quay, em tha. Mới? Còn cũng mới lâu lắm rồi. Rồi chiếc thứ ba là chiếc ẹt 50. Ba chiếc là đều con trai mượn. Bạn bạn quen lâu chưa? Bạn trai bạn gái, mình nói thật, bạn trai gái. Bạn trai. Mình báo công an chưa? Chiếc đầu báo công an, chiếc thứ hai không báo. Rồi chiếc thứ ba thì báo. Nhờ anh em ngoài ta tìm được. Tìm được. À. Còn chiếc thứ tư này, thứ tư đúng không, là nhờ anh em điều trị mình chưa? Đúng rồi. Sao không nhờ anh em bên ngoài? Chiếc này sao không nhờ anh em bên ngoài? Đây, cái chiếc này căng quá đúng không? Đúng không? Tại chứ tại nghe anh bên anh đội nãy là vấn đề này thấy trên mạng thấy hay đó. Hay. Mấy anh hay rồi qua nhờ. Không phải là này là tóm gọn luôn chứ không phải hay. Tóm gọn thôi. Bây giờ thực sự là bây giờ cái câu chuyện đấy là em nói thật là em có tình cảm với Trần Hoài Trang đúng không? Mình nói thật như vậy, mình có tình cảm với đi cái dạng như nghĩ nhá, không có đâu sao đi, đúng chưa? Nhưng mình lỡ có quen biết nhưng mà không ngờ mình tưởng yêu thật, đúng chưa? Em có nhận không? Em ý định của em là em yêu thật. Em có tình cảm thật đúng không? Nhưng mà cô này đang có định lừa em. Đúng chưa? Ừ. Phải không? Nhưng mà cô này em bây giờ đến giờ phút này em tìm hiểu ra là cô gái này á, Trần Thị Hoài Trang này á, là nghề nghiệp thật làm gì hay là đi nằm gà? Nó nói em là đi làm công nhân. Công nhân nhưng mà em thấy đi sớm về hôm có đi thất thường ăn mặc đẹp không? Không, son phấn không? Thường. Thế mọi hôm cô ta đi bằng cái gì, ai chở? Có người bạn gái chở. Bạn gái chở? Bạn gái nhìn có xanh nè hay nhạt không? Tóc tai? Thấy có thoáng qua cũng thường à. Thoáng qua thường. Vậy này em chưa phát hiện được cô ta làm gì? Cô ta có thẻ công nhân không? Thẻ công ty không? Chân cũng... đấy. Không để ý. Mình để ý cái gì nhất của cô ta mà không để ý. À, cái gì em nghĩ nhất thì nghe quen dễ thương không? Cô ta dễ thương không? Thì... nhìn mặt này dễ thương mẹ gì xấu quá cả, cô thiệt xấu quá hết 204 thật 18 19 20 xấu quá cả, đúng chưa? Chẳng có em mê muội, em chắc chưa được yêu lắm nên em mê muội vậy, anh nhìn thì xấu mà không đẹp nha. Rồi cô ta mượn xe của em đi thì đến giờ phút này, từ hôm đó đến giờ phút này cô ta có điện thoại cho em không? Có điện, có nhắn tin chứ là điện không nói. Điện sao? Nhắn tin sao? Em nhắn em hỏi xe đâu rồi, nó nói là xe công an bắt rồi. Bắt ở đâu? Em hỏi nó nói nó không biết. Không biết, không biết đem giấy về đem biên bản rồi. Nó không biết luôn. Không biết luôn. Tắt nguồn hội rồi mới hồi tối nó nhắn tin là cặp quẹt xe anh đâu. Nó hỏi em cặp quẹt xe đây không? Để làm gì? Có trả lời được đâu. Thì nó nhắn vậy thôi, rồi sáng giờ mình cũng vụ vụ nó à. Nhưng mà nó... Vậy là cô gái này đang hỏi cặp quẹt đâu, là tiếng Anh lốt cặp quẹt. Xe thì lên đường rồi, đúng chưa? Vậy là cô gái này có thể là đã quen nhiều người đàn ông khác. Vậy là em sơi là hai lần đúng không? Hai lần mất chiếc xe 40 triệu. Bốn mấy? Xe là bốn mấy triệu? 7 triệu. 47 triệu năm trăm. Em trả góp là cái xe này lại thành chắc phải 5 mấy triệu sót. 7 mấy triệu. 7 mấy triệu mà được hai phát thì là giá cao. Nha, giá cao đó. Anh là giá rất cao. Bây giờ nếu như thực sự mà có một người con gái khác tiếp tục tiếp cận em mà em lại có một chiếc xe khác mà quen một tháng luôn chứ không nói quen một tuần, em có cho mượn được không? Hoặc là anh ơi cho em mượn em đi mua thuốc em đau bụng đau đầu quá, có cho mượn không? Em có từ chối không? Chưa nghĩ tới. Sẽ có lúc sẽ nghĩ tới vì em lần thứ tư rồi, đúng chưa? Người ta bảo không quá tạm 3 lần thì em lần thứ tư rồi. Nếu anh là con gái mà em đã có tài sản thì chắc chắn là em không còn biết nào. Đảm bảo cho em cởi trần đi về luôn. À, em tin người quá đúng không? Phải không? Tin người cho nên mất giờ là 4 chiếc xe. Anh thì trước anh chưa mất gì hết, thật. Anh tuổi này nhưng anh chưa mất gì. Mà em mất tới 4 chiếc rồi.
đúng không? Đó. Bây giờ em đi bằng cái gì? mượn xe có hơn chút. Em có điều là em chia sẻ thẳng thắn trên này, nghiêm túc, trên video đội hiệp sĩ Bình Dương. Để hy vọng là Trần Thị Hoài Trang xem được video này, Trần Thị Hoài Trang một trả lại xe cho em ngay lập tức. Tránh tình trạng anh em hiệp sĩ Bình Dương mà tìm ra thì câu chuyện này phức tạp, câu chuyện này sẽ đưa ra cơ quan công an. Rồi em lên tiếng đi. Em nói lớn tiếng lên. Hy vọng đội của anh tìm được cái xe mà em để em mau chóng tìm lại được tài sản của mình. Đến giờ phút này em còn yêu Trần Thị Hoài Trang không? Không có yêu đâu. Không yêu. Không yêu mà vẫn thực hiện được đúng không? Đó. Bây giờ nếu mà Trần Thị Hoài Trang trả lại xe cho em bỏ qua chuyện này không? Nếu mà đem trả lại thì bỏ qua, tại vì Bỏ qua mình có tiếp tục có đồng hành để làm việc đấy không? không Sao? Thì có người yêu đẹp. Kính thưa cô chú chị bạn, đây tiếp tục một câu chuyện này, em trai này phải nói là rất hiền mà chân thật và dễ thương. Em trai này nói chuyện nhiều khi cũng ngại ngùng, e dè và có thể chưa thật. Nhưng mà như thế đã đủ hiểu là em trai này đang bị một nữ yêu quái này lừa đảo. Bởi theo như Trần Thị Hoài Trang này ấy, là em trai này chia sẻ là cô này thực sự là không nghề không nghiệp mà sống bằng nghề gọi là điện thoại. Đó, sống bằng nghề bốc điện thoại. Đó, như chính em trai này hiện nay đang mắc bẫy rồi, đúng không? Em trai này còn đang giấu một file một số điều. Nhưng mà rất lấy làm tiếc là em trai này đến giờ phút này thực sự là cũng rất oan nghiệt. Chiếc xe 70-80 triệu mà chỉ có duy nhất được 2 lần, trong thực hiện được 2 lần thì giá thì phải rất cao. Hy vọng là các anh trai các anh trai, các chú thậm chí lớn tuổi, tránh tình trạng mình yêu đương hoặc là mình vì một chút mà mình thiếu suy nghĩ hoặc bất cẩn đã bị một số đối tượng xấu, đặc biệt là các nữ yêu quái này, phải là dụ ngon ngọt mà mình ngại, mình có thể là khó trả lời, chỉ cần trong vòng 1 phút thôi là cô ta sẵn sàng lấy tài sản của mình đem đi tiêu thụ, đem đi bán. Đó, đến giờ phút này về báo anh em hiệp sĩ Bình Dương, câu chuyện là chưa biết là cái xe này hiện nay còn hay không, nhưng chắc chắn trong thời gian tới thì anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm ra xe sớm nhất cho em trai này. Đã nếu ai phát hiện được thông tin một nữ yêu quái sinh năm 2004 này, Trần Thị Hoài Trang, thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại là 0913 785858. Anh em sẽ giao cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý vụ việc. Bởi một chiếc xe hiện nay là dầm mưa dãi nắng, một chiếc xe để gọi là làm kế sinh nhai để lấy cái phương tiện hoạt động đi lại. Nhưng đến giờ phút này Trần Thị Hoài Trang đã lừa đảo bằng hình thức tình cảm, dụ dỗ. Đó, và em trai rất tin người, đến giờ phút này sập bẫy. Đến giờ phút này mất cả tiền lẫn tình. Đúng không? Tình thì mất rồi. Tình hết thì tiền tan, đúng chưa? Em đến giờ phút này thực sự em ngồi em suy nghĩ lại trong vòng từ hôm đó đến giờ phút này, mấy ngày qua em có thương, có yêu Trần Thị Hoài Trang này. Em nói thật đi. Em nói như thế này thấy nó có gì sai sai. Mình thực sự mình có yêu không? Một là có hay không, đúng nhận sai cái. Có Chắc không. không? Chắc không. Chắc không sao vậy? Ai là người dụ ai đi nhà nghỉ? Ai là người dụ ai? Trần Hoài Trang dụ em đi vô đấy nghỉ hay là sao? Không, ai ai là người ngỏ ý trước? Không, anh nói thật thiệt mà. Ai là người ngỏ ý? Em đúng không? Đúng không? Em hay là Hoài Trang? Hay là Trang? Trang. Trang, Trang dụ em vô đó. Vậy là đủ hiểu là người ta là người như thế nào. Thấy không? Đúng chưa? Người ta chủ động, người ta dụ em vô nhà nghỉ. Chính tỏ người ta muốn cho em thưởng thức trái cấm. Sau đó ngày hôm sau người ta có thể người ta sẽ lừa em chiếc xe, đúng chưa? Có đúng ngày hôm sau là dụ em mượn xe không? Vì hôm trước em ăn rồi thì hôm sau em về mắc quay rồi, đúng chưa? Bây giờ mất tài sản thực sự rất đau. Dạ, câu chuyện này thực sự là đến và phút này em trai này vẫn là rất hồn nhiên, dù rằng mất một số tài sản đối với em trai này rất lớn, đối với người khác thì bình thường, nhưng đây là một bài học, phải bài học phải nói là rất rất đau đớn cho tất cả thanh niên trẻ. Trong thời gian vừa qua và anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp rất nhiều thanh niên trẻ hiện nay được lấy tài sản của mình là xe và tiền vàng vòng, còn rất nhiều thứ giá trị, vì lý do là tin người, tin một số các em gái quen trên mạng
trên Facebook, họ quen chốc lát, họ quen quán cà phê. Thì hôm nay anh em Hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục có đăng tải video lên, hy vọng các cô chú anh chị tiếp tục chia sẻ nhiều nữa để giúp đội Hiệp sĩ Bình Dương sớm tìm thông tin chính thức em gái này đang ở đâu. Dạ, cuối video này cho phép công trần trên là thay mặt đội Hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương xin gửi lời chào, chúc sức khỏe các cô chú anh chị đã luôn luôn theo dõi ủng hộ cho đội Hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương để đồng hành để giúp đời giúp người. Ở trong thời gian vừa qua vẫn là nhiều câu chuyện vẫn là rất đau lòng rất thương đó, anh em Hiệp sĩ Bình Dương cố gắng để giúp nhanh nhất mà tốt nhất có thể, giúp hoàn toàn miễn phí chứ không phải giúp để lợi nhuận, không phải giúp để kiếm tiền. Hy vọng mọi người, các cô chú anh chị tiếp tục đồng hành giúp đội Hiệp sĩ Bình Dương ngày một lan tỏa nhiều hơn nữa. Xin thân ái và chào hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.